hơn nhưng mà họp ít hơn. Rồi là cái màu sắc của ổ ruby nhìn thấy cưng hơn. Đấy, anh chụp tấm hình anh. Đấy, nhìn rất là thấy cưng thấy không? Đó. Đây là ổ lê Đài Loan. Đó, loại thứ ba. Loại thứ ba đây mà con. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Đầu tiên thì hôm nay Oanh cũng xin phép được mời quý bà con chúng ta cùng thưởng thức một cái vitamin có trong ổi để quý bà con chúng ta có thể tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh Oanh đây, đây là ba cây ổi nè bà con. Bà con thấy hình dung từ những cây ổi như thế này chúng ta trồng thêm tầm khoảng là 6 tháng. Nếu mà chúng ta trồng chậu thì tầm khoảng 7 tháng là chúng ta sẽ có được những cái trái ổi như thế này, thậm chí là nhiều cái cây ổi đang có bông luôn nè. Bà con thấy nó đang có bông rất là dễ thương. Đây là ba cái giống ổi khác nhau và ở trên bàn này cũng là ba loại ổi khác nhau. Khi mà Oanh thực hiện video này, Oanh muốn quý bà con chúng ta cùng nhau tham khảo và cùng nhau chúng ta nhận định được cái cây ổi nào thì nó sẽ ra trái như thế nào. Đầu tiên là đây là ổi nữ hoàng. Và con sẽ thấy cái ổi nữ hoàng nha. Nó sẽ có cái bề mặt của nó, bề mặt da của nó sẽ hơi gồ ghề một tí. Và cái để Oanh lấy cùng thun ra cho nó bớt bẩn nè. Và cái khách đi rồi không? Nghe đồn biến chủng Omicron nó không ghê bằng Delta nên thôi chúng ta tháo khẩu trang ra ha bà con ha. Đây nha bà con nhé. Đây là cái ổi nữ hoàng và con sẽ thấy là cái da của nó sẽ hơi gồ ghề hơn. Rồi bề mặt nó không có bóng hơn và đặc biệt là nó kiểu giống như là cái hình này hình bầu dục. Chứ nó không phải giống như ổi lê. Ổi lê thì nó sẽ có hình thoi và cái bề mặt da của nó sẽ láng hơn một chút so với ổi nữ hoàng. Và tiếp theo đây là ổ ruby. Bà con thấy ổ ruby thì nó cũng hơi hơi bầu bầu nhưng mà nó không có chẹt bằng, nó không có dẹp, nó không có chẹt bằng cái thằng ổ nữ hoàng nha. Và đặc biệt bề mặt da của nó sẽ láng mịn như thế này. Đợi quanh xíu. Bảo vệ sức khỏe của toàn dân. Thì bây giờ quanh sẽ cùng quý bà con chúng ta test cái ổi, từng loại ổi một. Đầu tiên đây là cây ổi ruby. Ổi ruby cái này là bên quanh chỉ có khoảng 4-5 ngàn cây thôi nha. Hết lô thì bên quanh sẽ báo cho bà con lô khác nha. Ổi này rất là lực, cành chi đồ phát triển rất là mạnh và đặc biệt là những cái chồi này là chồi tự sinh của nó bà con nhé. Rất là khỏe nè. Những chồi tự sinh này, cây ổi này bà con trồng tầm khoảng 3 tháng là chúng ta sẽ bắt đầu có trái rồi. Khi mà có trái thì nó sẽ ra được những cái thành phẩm như thế này. Những cái thành phẩm trái như thế này nó sẽ gắn lên như thế này nè bà con nè. Đây là những cái thành phẩm trái của nó nhé. Rồi, đây là thành phẩm trái của ổ ruby đây. Thì bây giờ Oanh sẽ chẻ ra để cho quý bà con chúng ta thấy ở ngoài thì xanh còn bên trong màu gì nha. Oanh sẽ chẻ cái trái nhỏ nhất trong ba cái trái này. Oanh chẻ như thế này. Chẻ ngang, chẻ dọc trên này cho bà con chúng ta hình dung nha. Ủa Mina ra hả con? Con cưng á. Đây. Rồi bây giờ Oanh sẽ cắt ngang một trái cho quý bà con chúng ta cùng nhau xem nha. Bà con thấy cái hộp của nó phân bố ở lõi không? Bà con khi mà hái trái á, chúng ta càng để cho nó già chừng nào thì chúng nó sẽ càng đỏ chừng đó. Và đặc biệt là cái tế bào da này nó nở và nó trắng ra thì nó chín nha. Đây, bà con thấy cấu trúc của ổ ruby á là nó rất là giòn nhờ cái sự phân bố của cái hộp ở trong cái lõi. Một cái trái ổ ruby thì nó tầm giá nó dao động tầm khoảng là 10 hạt thôi và nó phân bố giữa cái lõi nên thành ra cái bề mặt này nè, từ cái phân chia này nè, đó trong cái nếp da mà quanh cắt đó. Đó, trong cái nếp này nó rất là giòn nha, rất là giòn luôn. Và khi chúng ta ăn hay chúng ta chấm muối như thế này nó rất là ngon. Bà con có thể cảm nhận được giòn giòn sực sực đó, xung quanh khi mà quanh hai cái hàm răng của quanh nó dính vào nhau. Đây là ổi. Đây là ổ ruby nha. Đó, đây là ổ ruby. Rồi bây giờ Oanh sẽ tiếp tới nữa là cây ổi lê Đài Loan. Đây là cây ổi lê Đài Loan hay thuộc hàng là chiếc cành. Còn ổi ruby là hàng ghép chui nên giá thành của cái cây ổi ruby thường thường nó sẽ cao hơn do so với ổi nữ hoàng. So với ổi lê và ổi nữ hoàng, đây là cái hàng ổi lê đã được nuôi dưỡng thuần thục. Những cái lá này là những cái chồi mới chứ không phải là hàng mới chiết xuống rồi giao cho quý bà con chúng ta nhé. Ổi lê thì nó sẽ có cái bề mặt là nó hơi bầu bầu, nó hơi tròn tròn như thế này nha bà con nha. Rồi bây giờ Oanh sẽ chẻ cho quý bà con chúng ta xem. Theo em thì em nên chẻ dày đúng không anh Diễn? Chẻ dày để bà con coi được cái thớ hộp của nó luôn. Đây, cái hộp của nó phân bố nhiều hơn, nhiều hộp hơn so với ổ ruby nè bà con nè. Đây, ổ ruby nè. Ổ ruby mặc dù trái to hơn nhưng mà hộp ít hơn. Rồi là cái màu sắc của ổ ruby nhìn thấy cưng hơn. Đấy, anh chụp tấm hình anh. Đấy, nhìn rất là thấy cưng thấy không? Đó, đây là ổ lê Đài Loan.
Đó, loại thứ ba. Loại thứ ba đây bà con, đây là ổi nữ hoàng. Ổi nữ hoàng thì trọng lượng trung bình của nó tầm khoảng 4 đến 5 trái là 1 kg. Ổi ruby là khoảng 3 trái 1 kg, ổi lê thì cũng 4 5 trái 1 kg. Bây giờ quanh cắt ngang. Xem nhất là ổi nữ hoàng nó có hạt hay không. Và cái thứ hai là ổi nữ hoàng cái độ giòn nó như thế nào. Mà con để ý đi, cái cây mà càng ít hạt thì nó càng giòn đúng không? Chuyện này chuyện hiển nhiên đúng không ạ? Nên là chúng ta thấy là ổi nữ hoàng nó rất là ít hạt. Hạt nó cũng tầm khoảng 4 5 hạt và cũng nằm ở lõi. Nên cái đoạn mà quanh sẽ cắt đây nè. Cái đoạn này nè, mà con thấy nó sẽ rất là giòn. Nó sẽ rất là giòn nhé. Đây, con sẽ nếm thử cái ổi nữ hoàng cho bà con nè. Rất là ngọt. Nào bà con có thể phân bố. À, quên giới thiệu cái giống ổi nữ hoàng. Ổi nữ hoàng cũng là hàng chiết nha bà con nhé. Cũng là hàng chiết luôn. Và bà con thấy là cái hàng chiết như thế này, cây cũng phát triển rất là nhanh, nên giá thành của nó cũng rẻ hơn so với ổi ruby. Mí nè. Rồi đây, bây giờ khung nhỏ phân tích nè. Đây là ổi nữ hoàng, bà con thấy ít hạt, vỏ xanh, ruột trắng. Ổi lê Đài Loan hình thoi và cũng vỏ xanh ruột trắng nhưng hạt nhiều hơn. Còn ổi ruby thì sao ạ? Ổi ruby là vỏ xanh ruột trắng cộng với đỏ. Càng để chín nó càng đỏ, còn mới hái xuống thì nó sẽ hườm hườm như thế này. Nhìn rất là cưng, độ giòn được duy trì rất là lâu và lại rất là ít hạt. Đó, và lại rất là ít hạt bà con nè. Rồi, như vậy thì từ ba cây ổi như thế này. Đây là cây ổi ruby. Nên xin nhắc lại nha, cái cây á, cái cây đó nó không thể nào là giống nhau hoàn toàn 100%. Nó tùy theo lô, nên quý bà con chúng ta là nhớ giúp dùng quanh ha. Nhớ giúp dùng quanh là không phải lúc nào nó cũng như nhau nha. Đây là ổi ruby nè. Còn đây là ổi lê Đài Loan. Còn đây là ổi nữ hoàng. Đấy, tương xứng như thế này. Tương xứng. Quanh để tương xứng cho quý bà con chúng ta cùng xem. Rồi, cái này có thể chụp hình được không bác gì? Được, cái hơi chậm. Ê, cái gì vậy? Nè, đây, ổi ruby nè, ổi lê Đài Loan và ổi nữ hoàng. Bà con hay bị nhầm lẫn là giữa ổi nữ hoàng với ổi lê Đài Loan, nhưng thật sự ra ổi nữ hoàng và ổi đồ lê Đài Loan rất là khó nhầm lẫn. Một cái thì có hình thoi là ổi lê Đài Loan, một cái là có hình bầu dục, hình dẹp dẹp là ổi nữ hoàng. Và thời gian sinh trưởng của ba loại ổi này là như nhau. Ổi ruby thì nếu mà cây lực như thế này, bà con trồng chậu tầm khoảng 3 tới 4 tháng là có trái, trồng dưới đất cũng vậy luôn. Còn ổi lê Đài Loan bà con trồng quanh 6 tháng, còn ổi nữ hoàng cũng là 6 tháng. Nếu chúng ta trồng kinh tế thì chúng ta cũng canh vào cái sức của cây, và tùy theo việc chăm sóc của bà con chúng ta nó có thiện lành hay không thì cái cây của chúng ta nó sẽ sớm cho trái. Những cái khiều ổi của bên quanh hiện tại bây giờ bán được với giá cũng khá là ổn định. Và chẳng hạn như là ổi nữ hoàng thì đang được thu mua giá hiện tại bây giờ á nha là tầm khoảng 8.000-9.000, ổi ruby tầm khoảng 13-15.000, ổi lê Đài Loan thì tầm khoảng 6-7.000. Nên quý bà con chúng ta khi trồng ổi là một trong những cái thị trường tiêu thụ rất là rộng mở, nhưng mà nó hơi cực ở chỗ bao trái một chút xíu thôi, nhưng mà thị trường rất là rộng. Bà con chúng ta có thể nghiên cứu để xem là chúng ta nên trồng loại ổi nào. Còn đây là ổi ruby, ổi lê Đài Loan và ổi nữ hoàng. Đây là chuyên mục chúng ta quanh muốn làm rõ về cái vấn đề trái để quý bà con chúng ta có thể hình dung xem chúng ta thích cái nào. Còn nếu quý bà con chúng ta trồng sân vườn, trồng ở nhà chơi thì chúng ta nên chọn ba loại luôn để chúng ta trồng cho nó nhiều, cho nó vui. Rồi, sao con phá cái này rồi con? Vậy nha bà con nha. Quanh xin phép được chào quý bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Quanh sẽ tiếp tục chia sẻ và những hình ảnh về trái cây, về những cách trồng, về cách chăm sóc, về kỹ thuật trồng trọt để quý bà con chúng ta nắm rõ hơn. Dù chúng ta trồng sân vườn hay chúng ta trồng kinh tế thì chúng ta sẽ rất là tự tin, tại vì chúng ta là một người nông dân chính hiệu bà con nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.